Annyeonghaseyo. Xin chào các bạn, Miso và Mire. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tiếng Hàn Tôi Yêu Mỗi Ngày Mùa Năm, được phát sóng trên kênh Facebook và YouTube của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Miso xem, để thay đổi không khí thì hôm nay chúng ta hãy thử hát karaoke có được không? Hát karaoke là như thế nào xem nhỉ? Mình sẽ cùng nghe nhạc và sau đó thì hát theo nhạc là được. Nghe có vẻ thú vị ha. Nhưng mà em vẫn chưa biết chọn bài hát nào hết á. Miso xem có đang suy nghĩ đến bài hát nào không? Em vẫn chưa nghĩ được, xem ơi, xin hãy chọn cho em một bài được không ạ? Mình thì đang nghĩ đến bài From Now On trong phim Tiên Nữ Cử Tạ Kim Búc Chu. Không biết là Miso xem có biết bài hát đó không? Em nhớ ra bài hát này rồi, bài hát này kể về một tình yêu màu hồng tuổi học trò đấy ạ. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Còn chần chừ gì nữa, bây giờ mình hãy cầm mic lên và hát nhé. Bình cứ rư rư sờ lê tô tơ ca Nì sinh gà chẳng đẹp bư ta Hà chì mạn Ý rõm ăn tuệ Thả ra ổ rừng Cứ kì ưu nè cô bạc tô hà gô Ngu hê tô sọt thôi chì mạn Ú rì chó mà ta ế khứ cô chạc ơn Cô mình tư rừng góc trông hà chì 꿈과 사랑 그 사이에서 와 백청 백청 쌤 hát hay quá. Cảm ơn Miso xem. Cho ở đoạn xem với hát là em có tâm đắc một câu đó là 우리 저마다 크고 작은 고민 등 걱정하지 꿈과 사랑 그 사이에서. Câu này thật là hay á. Tuổi trẻ thì chắc chắn là sẽ có những lo lắng giữa hoài bão ước mơ và tình yêu. Đúng rồi đó. Chắc chắn ai cũng đã trải qua một vài những lo lắng liên quan đến hoài bão ước mơ của mình và tình yêu của mình rồi đúng không ạ? Thôi bây giờ chúng ta hãy quay lại bài hát của mình đi. Bây giờ mình mong muốn là Miso xem hãy tiếp tục hát cái đoạn tiếp theo có được không? Xem, thực ra là nãy giờ xem đã phạch trong rồi mà em còn chưa thuộc lời nữa nên là có thể hay là mình học lại lời được không xem? Nếu thế thì chúng ta hãy cùng nhau xem lại lời tiếp theo và sau đó Miso xem thử hát nhé. Vâng, chúng ta hãy cùng xem lại lời đoạn hát tiếp theo các bạn nhé. 네 개인 하늘 무지개를 따라 멋진 날들을 우리 찾고 있잖아. 시작해봐. 앞으로 힘이 들 때 뒤로 포기하면 또 어때? 내일 두 걸음 뛰는 거야. Ôi, nhờ xem nói mà em mới nhớ lại được lời bài hát. Nhưng mà vẫn có một câu mà em vẫn chưa hiểu lắm á, là 비 개인 하늘 무지개를 따라, và câu 멋진 날 em vẫn chưa hiểu lắm. Cái câu 비 개인 하늘 무지개를 따라 멋진 날들을 우린 찾아가고 있잖아, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Trong câu này thì chúng ta có 멋진 날들을, đó chính là những ngày tháng tuyệt vời. Và mình có động từ 찾아가고 있다, 찾아가고 있잖아. Chúng ta đang đi tìm kiếm những ngày tháng tuyệt vời. Có thêm điểm ngữ pháp 따라, theo cái gì đó ạ? Câu phía trước chúng ta có là 비 개인 하늘 무지개를. Và mình có Mujige, chắc là cô Miso đã biết rồi. Vâng, em nhớ từ này rồi ạ. Mujige chính là cầu vồng đấy ạ. Vâng, và câu này có nghĩa là chúng ta đang đi tìm kiếm những ngày tháng tuyệt vời theo ánh cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa. Ôi hay quá ạ. Đoạn vừa rồi xem đọc xong em mới nhớ ra lời bài hát mà em đã quên đấy ạ. Và đoạn tiếp theo có nghĩa là em nhớ là 총총 걸음 재촉해봐도 시간 또 도망가고 금방 đúng rồi. Đoạn tiếp theo cũng sẽ bắt đầu giống như là Miso Sam vừa nói, đó chính là 총총 걸음 재촉해봐도 시간은 도망가고 금방 실증이나 덮어버린 쌓여가는 내 청주는 훌린 나사처럼 흔들려. Trong câu cuối cùng của chúng ta, Miso xem có thấy có cách dùng từ nào khá thú vị không? Có một câu em rất là tâm đắc đó là 내 청춘은 훌린 나사처럼 흔들려. Đúng rồi, cái câu này mình cũng cảm thấy rất ưng với cái cách dùng từ đầy tính hình tượng như vậy. 내 청춘은 훌린 나사처럼 흔들려. Chúng ta có 흔들리다, có nghĩa là bị lung lay, bị sao động, bị dao động. Và 내 청춘, tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ có những lúc mà bị lung lay, bị dao động, giống như hulin đà sa, cây ốc, cây đinh ốc mà bị lỏng hay là bị vặn chưa chặt. Nãy giờ thì chúng ta đã cùng nhau đọc hai đoạn rồi, còn đoạn cuối cùng của bài hát thì Miso xem có muốn hát không nè?
Ôi Sam, thực ra là nãy giờ Sam hát hay quá, làm cho em cảm thấy tự ti ấy, nên là hay là để dành vào bữa khác em hát, mà giờ mình học thuộc bài trước được không Sam? Thôi vậy cũng được, vậy chúng ta hãy cùng đọc đoạn cuối cùng của bài hát xem nhé. Đoạn cuối cùng của bài hát đó chính là 마음에 자란 꿈은 꾸는 나무, 달콤한 열매, 햇살 가득 열릴 때까지 사랑해봐, 끝까지 너의 꿈이 나라, 저별보다 빛나는 너의 웃음은 듣고 싶어. Ôi, đoạn vừa rồi em thấy có một câu mà em rất là tâm đắc luôn đấy ạ. Đó là câu 마음에 자란 꿈 꾸는 나무, 달콤한 열매, 햇살 가득 열린 때까지 사랑해봐. Có nghĩa là hãy yêu cho đến khi cây ước mơ trong lòng bạn đơm hoa kết trái. Câu này mình cũng cảm thấy rất ưng ý. Và ngoài ra mình còn ưng ý thêm một câu nữa. Đó là hai câu cuối cùng của bài hát. Đó chính là 별보다 빛나는 너의 웃음은 듣고 싶어. Câu này có nghĩa là tôi muốn lắng nghe tiếng cười còn tỏa sáng hơn cả vì sao, ánh sao của bạn nữa. Mình muốn 별보다 빛나는 미소샘의 목소리를 듣고 싶어요. Mình muốn nghe tiếng hát còn tỏa sáng hơn những vì sao của miso샘 nữa. Ôi Sam, thực ra là em cũng muốn nghe tiếng hát tỏa sáng như những vì sao của Sam, nhưng mà tiếng hát như những vì sao của em nó vẫn còn nhỏ quá à, nên là Sam hãy cho em thời gian để em luyện tập ha, và em sẽ hát ở những video tiếp theo với Sam ha. Ok, mình sẽ chờ giọng hát tỏa sáng những vì sao của Miso Sam nhé. Vâng, kitaro juseyo. Vâng. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn hãy like và thích video của chúng tôi thật nhiều nhé. Annyeong. Annyeong, 다음에 만나요.